Oh yeah, cảm nhận cơ bắp. Xin chào, ô chào, em không thấy chị, đây là con gái chị. Em hướng dẫn con bé tập nhá. Vâng ạ. Chào anh, em phải làm gì ạ? Mệt lắm rồi, đã đến lúc thư giãn. Sao mà khát thế nhở? Được đó. Nóng quá, mang đi giùm. Đau nhức ghê cơ. Giãn cơ trước khi tập rất là quan trọng. Phải dẻo dai mới tập được. Cũng không khó như mình nghĩ. Không khó với em thôi. Tập thế này sẽ có 6 múi ạ? Ừ. Nếu không, mẹ em có thể mua thêm vài gói. Mẹ bảo mẹ sẽ mua cho em một con ngựa sau khi tập xong. Em giỏi lắm. Ôi ngon ghê, càng tập càng thấy thèm ăn. Lát nữa chúng ta cần nói về chế độ ăn uống lành mạnh. Bộ móng mới lúc nào cũng làm mình vui. Đến giờ rồi sao? Đi xem công chúa nhỏ của mình tập đến đâu rồi. Thích lắm ạ. Vâng vâng, tôi thì cần gọi xe cấp cứu đây. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Cậu xứng đáng đó. Thật đấy ạ. Đi thôi con yêu. Ngựa con không tự đi về nhà mình đâu. Quay lại sớm nhé. Tuần này chẳng may mắn với xổ số gì cả. Đến giờ rồi sao? Yeah, con háo hức lắm luôn. Con có thấy họ không? Ok, sẵn sàng. 1, 2, 3, đến lượt con. Ừ, rồi. Đẩy khuỷu tay ra. Và sang bên trái. Phải. Này, chị đã đổi rồi. Nhưng sang trái và sang phải. Khuỷu tay chạm gối. Và đổi. Khuỷu tay chạm gối. Khuỷu tay chạm gối. Ok, đến lượt mẹ. Đổi đi. Dù sao con cũng đang cần nghỉ. Và squat. Hít và thở đều. Họ đang tập squat đấy mẹ. Thật á? Mẹ ghét squat. Chạm vào các ngón chân đi. Kéo căng đôi chân đấy nào. Nhanh lên mẹ, chạm ngón chân. Ok, giờ thì hít vào. Tập tốt lắm. Hết rồi sao? Họ xong rồi. Nhanh thế à? Tuyệt vời, mình không cần phải trả tiền để tập. Chuột chạy điên đảo luôn này. Mình rất là thích ngồi đếm tiền như thế này. Khoan, hình như càng lúc càng lạnh ấy. Lò sưởi không có làm cho mình ấm gì hết trơn. À đúng, lửa cần chút nhiên liệu nè. Chắc sẽ ổn đấy. Có thế chứ. Lạnh quá đi mất, tê cứng cả chân rồi. Wow, nhìn trong phim kìa. Tôi thấy ấm hơn rồi đấy. Chà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Làm gì đó đi, biết đâu nếu tớ đập tivi thì nó sẽ chạy lại. Không, chán thật. Tuyệt, tớ sắp thành một cục đá rồi. Chắc phải có cách gì sưởi ấm chứ. Mị biết rồi. Đập búa ở đây này. Thành công rồi. Tớ đang tan ra. Các cậu đã làm gì thế? Sửa tivi một chút thôi, cậu thấy sao nào? Wow, hết sảy nha, cậu là số 1 đấy. Dừng, cậu làm tớ ngại đấy. Cậu ấm quá. Một món quà nữa này. Santa. Con rất mừng vì ông đến. Con muốn một bé ngựa con và một người hầu vệ sinh cho nó. Thôi, ông phải đi rồi, đêm này bận lắm. Dừng lại đó đi Santa. Cô có biết tôi còn bao nhiêu món quà cần gửi đi không? Ông nghe tiểu thư tôi nói đấy. Ghi lại đi, sổ đây. Như con mới nói. Ngựa con. Một anh chàng ổn định. Xe hơi, điện thoại, một quản gia. Con cầu du thuyền mới. Bố không cho con mượn của bố. Một chú chó con. Nhiều kim cương hơn. Nhiều kim cương hơn á? Và chắc hết rồi ạ. Hết rồi sao? Còn có chắc là con không quên món gì không? Ta đi đây. Từ từ đã. Thôi mà. Tôi cũng có danh sách này. Không nhiều đâu. Tôi muốn một cặp kính râm mới. Thế thôi sao? Đủ rồi. Giáng sinh năm sau ta sẽ đi nghỉ dưỡng. Đây là nhà cuối cùng rồi. Đêm nay mệt ghê. Sàn ta phải tập thể dục nhiều hơn mới được. Xin chào. Bánh quỳ và sữa. Món tủ của ta. Nhìn ngon chảy nước miếng. Ôi, răng tôi. Không thèm ăn bánh này. May mà còn có sữa. Làm Santa cũng khát lắm chứ. Vị ghê quá.
U, cái bụng tôi. Thôi không ổn rồi. Oh, Santa, cần đi toilet. Buồn ngủ quá. Này, Santa đến. Ồn ào gì vậy bố? Nhìn này. Wow, quà này. Xem chúng mình được tặng gì nào. Wow, quá trời quá đất. Giáng sinh tuyệt nhất là đây. Hả? Mọi người đi chơi vui ơi là vui. Chán thật, mình cũng muốn đi chơi vui cơ. Hoặc ít nhất là khiến mọi người nghĩ thế. Ghen tị thật đấy. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Ok, mình có cái nắp nồi này nè. Giờ dùng tôi biết để xoáy cái núm ra một phát. Xong rồi, trông ổn phết. Ok, đến bước kế tiếp nào. TV của mình quay hình trái đất từ vũ trụ nè. Và giờ đã đến lúc sống ảo tung chạm. Được rồi, để xem kết quả ra sao nào. Ồ, bà con cô bác đi chơi thích thế. Có ảnh của Julie này. Ôi, bé ơi, lại đây nào. Hả, sao vậy ạ? Con dùng nắp nồi để giả làm cửa sổ à? Nên nè, mẹ là mẹ nuôi của con, cứ để đó cho mẹ. Ok, sẵn sàng lên không gian xịn chưa nào? Ta-da, dã man, mẹ nuôi là số 1. Mình đi tên lửa lên vũ trụ thật nè. Wow, khung cảnh đỉnh dã man. Ủa, lớp của mình đâu nhở? À, đúng rồi, tại trọng lực đó, kệ đi. Pháo hoa này nhìn đã mắt ghê. Ơ khoan, hay thế không biết, để thử xem nào. Mình sẽ để điện thoại lên bàn và đặt ly nước lên trên. Tuyệt vời, như thế này còn mãn nhãn hơn. Cứ như mình ngồi hàng đầu để xem á. Ồ, mình thích màn này nhất. Trời ơi, mẹ làm con hết hồn luôn. Xin lỗi bé, đi với mẹ nào. Rồi, con sẵn sàng xem pháo hoa thật chưa nào. Ừ, chúng tôi đã sẵn sàng, đang đợi nè. Ba cháy luôn. Vậy thôi sao? Con cứ tưởng là lâu lắm cơ. Ồ, đợi một chút nhé, cứ để mẹ lo. Đúng thế, bắn hết pháo hoa luôn nhé. Sẵn sàng chưa nào, bắt đầu thôi. Màn pháo hoa đỉnh nhất quả đất. Và mẹ cũng chính là người mẹ nuôi chịn sò nhất luôn. Con ngoan quá, nhìn này mẹ có quà cho con đây. Bồ cô mới đẹp làm sao. Dạ vâng ạ, đẹp lắm luôn. Ew, chim ị lên người con kìa. Người con toàn phân chim thôi. Mới đi salon, tút tát lại tóc xinh này cả nhà. Gì thế này? Sao chỗ nào cũng có vết bẩn thế? Đi vào phòng kìa. Ôi trời, nhà tắm nữa. Xin chào. Ở khắp mọi nơi luôn. Có cái gì đó đằng sau rèm nè. Đừng hoảng nào. Bắt quả tang. Ơ, con cha mẹ. Ừ, nhìn con xem. Lem luốc cả rồi. Sô-cô-la sao? Phù, cứ tưởng cái gì ghê gớm. Đưa mẹ sô-cô-la nào. Của con mà mẹ. Đưa đây ngay. Mẹ kỳ cục. Con ăn cả đống sô-cô-la này luôn á. Mình biết rồi. Cho sô-cô-la này ra tô này. Nấu chảy nào. Nhúng một cái thìa vào sô-cô-la nóng chảy. Rồi nhúng vào tô cốm rắc. Thế là được sô-cô-la que trên thìa rồi. Mẹ có quả vặt cho bé này. Oh wow, của con đây. Của con hết ạ, ngon quá, cảm ơn mẹ. Có gì đâu mà bé cưng. Giờ mình phải xử lý đống bẩn thỉu này.